Chào mừng mọi người đang đến với chương trình Gen Z chả biết gì ở trên kênh Mi Podcast. Mình là Dustin Phúc Nguyễn. Các bạn còn nhớ mình không? Không. Không. Mình là Cocaine. Yeah. Cocaine. Sau khi bạn follow con nick đó thì các bạn nhớ follow kênh Mi Mart nha các bạn. Hello, mình là Jackie. Một thỏi sô cô la biết hát đúng không? Biết cười, biết nói. Biết nói, dạ. Ăn cũng được. Chưa có ăn. Biết cười, biết nói thì biết rồi, nhưng biết hát thì chưa thấy. Giờ mình phải hát được không? Thỏi sô cô la. Nếu mà để mà hát thì đương nhiên là thỏi sô cô la này phải hát rồi, chứ thỏi sô cô la không thể nào không hát. Have you ever heard about the flavor? Khi môi chạm môi, một khi tay chạm tay, một khi ta cùng quay chìm đắm mê say. Ngày và đêm thì sao? Đừng hỏi anh tại sao. Chuyện này cứ làm sao chẳng biết thế nào. Baby, cứ ôm anh hỏi sao? Baby, cứ sao anh còn đông đầy trong mắt em? Baby, anh hỏi sao, baby, cớ sao ta còn chưa chịu buông lấy nhau? Ngày hôm qua đã xong, ngày hôm nay còn không, mà sao em vẫn mong thêm tí được không? Ngồi đây ta nhìn nhau, chẳng cần nói một câu, vì anh biết rằng em chẳng dám từ đâu. Yeah, baby, cứ ôm anh hỏi sao, baby, cớ sao anh còn đông đầy trong mắt em? Baby, cứ ôm anh hỏi sao, baby, cớ sao ta còn chưa chịu buông tay nhau? Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba. You say ba-ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba. Ba-ba-da-ba, ba-ba-da-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-da-ba. Em nói em thích vị của anh, em nói em thích vị của anh. Em nói em thích vị của anh, vị của cũng anh, vị của anh. Em nói em thích vị của anh, em nói em thích vị của anh, em nói em thích vị của anh, vị của anh, vị của anh. Oh, yeah, yeah. Baby, cớ sao anh còn đông đầy trong mắt em? Baby, cứ ôm anh hoài sao? Baby, cớ sao ta còn chưa chịu buông lấy nhau? Take it down like ba ba da ba 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 da ba la 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 ba ba da ba 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 da ba la 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 ba ba da ba 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 da from the head to the toe ba ba da ba 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 da ba da ba. Wow, cái bài rất là nhạc, rất là trong sáng. Kể tên một bộ phận nhạy cảm ở trên cơ thể khi sẽ ok nha, lần lượt nha, mỗi người có 3 giây thôi là cứ đi vòng nha. Ok, Bi đi trước. Ngực, vú. Vậy hả? Cổ, dái tay. Đừng chỉ qua đây bà nội ơi. Móng tay. Móng tay. Ơi, móng tay. Cái ghế này móng đi tay nè. Cái ghế này đi tay. Em nhìn em có cảm hứng gì không? Thấy đau. Ủa cái móng tay là sao hả? Cũng được. Móng tay là cái quan điểm cá nhân em thôi. Làm đưa móng tay cho người người yêu em cắn giùm em là em thấy hạnh phúc á. Không cảm đâu. Em hay ăn nhẹ bằng móng tay, mọi người thông cảm. Dạ, nếu mà người khác cắm móng tay em thì em thấy sướng không? Yeah, rất là gần gũi luôn. Cắm thử móng tay nó coi, coi sướng không? Ê, thôi, 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 thôi. Gì quá. Thôi, tôi uống vậy. Gì ha? Lạ vậy trời ơi. Nhiều khi mà hồi nữa hỏi ra là gu lạ nha. Gu lạ nha. Giống như là anh hãy cắn móng tay em đi. Nó cắn móng tay em đi. Anh ấy gầm nhâm móng tay của em đi. Móng tay nó nát bẫy luôn rồi đó. Thôi được, được. Ôi mà người ta làm vậy mà nó trợn trắng mà. Em mà ví dụ người có người cắn tay mà em có trợn trắng, em có trợn trắng. Cắn cái xong luôn rồi. Không, anh hỏi thiệt, tức có nghĩa là nhiều khi
cái dây thần kinh của mỗi người nhạy cảm nó khác nhau. Đúng rồi, người khác cắn em không biết nhưng mà anh cắn là em chửi nha. Ôi trời ơi, anh cắn là em chạy nọc luôn đó nè. Trợn trắng mất. Tiếp kìa. Rồi bắt đầu từ câu. À, lông chân. Ê, tính ra em thấy á, nếu ai mà quan hệ với lại Công á là gọi là sẽ hấp thu rất là nhiều biểu bì da. Tại vì toàn là lông tóc với lại tế bào. Anh sợ lắm, mình sợ lông vào miệng lắm. Mọi người không chơi cái trò bứt lông chân à? Rất là nhạy cảm luôn. Ôi sợ lắm, anh sợ lông vào miệng lắm. Không, nhiều khi đó là cái việc là khoảng cách giữa hai thế hệ nhiều thế hệ với nhau. Không nha, em cũng gần. Ủa dạ? Dạ. Em cũng không cảm. Dạ, đặc biệt á. Mọi người có chấp nhận câu trả lời. Chấp nhận em đi. Mọi người một gu. Không à. Em sai rồi. Cái gu đâu ok hả? Em sai rồi. Không, ý là em không cảm gu đó lắm. Anh nhưng mà cảm em vẫn respect cái chuyện là bạn có quyền đòi hỏi điều đó với đúng bạn rồi. Của bạn. Đúng. Lông chân hả? Em sai rồi, qua đi. Ok. Ok. Em má đùi trong. Má đùi trong. Khó à, gì chứ. Má đùi trong. Giống như là đi order phở gà. Sao anh không nói à. Luôn là cái háng? Không, má đùi trong khác cái háng nè. À. Má đùi trong là má đùi trong cái háng cao hơn chút xíu nữa mới là cái háng. Wow. Lỗ rốn. Nhỏ đi. Ngắt nhẹ nhẹ cái lường eo. Cái lường eo. Ôi cái kính này anh mua ở đâu ấy, đẹp rất là đúng đi. À. Ừ. À. Là chỉ cần nghe à thôi là uống. Câu hay gì trời. Em cũng đang tò mò cái tiếp theo mà nó nói răng cái cười sao. Rồi đó xin bắt đầu. Ờ nhạy cảm thì cái chỗ là bộ phận sinh dục. Ờ em có một phát rồi. Ờ ba. Nghe chấn thủy. Chấn thủy. Chấn thủy là cái gì? Là cái gì vậy? Đây nè. Là mình làm gì đó. Là ngay chỗ này nè. Rồi mình làm gì? Sao ai mà rê cái gì vô đây là tự động em đi cảnh liền. Mọi người làm sao mà đỡ được cái này của em. Lông mày. Ơi. Thì đúng là không đỡ được, anh không tưởng tượng được cái câu lông mày luôn, có người đi. À, coi như là hẹn liếm nhau. Liếm lông mày. Không, đó là hẹn nhau vô phòng xong ngồi kẻ chân mày vô nhau lại. Phải. Liếm lông mày. Ngồi kẻ chân mày cho nhau lại lên đỉnh luôn. Lé lo trận lé luôn. Không. Em, anh phải tưởng tượng cái cảnh nó không, anh không tưởng tượng được. Không tưởng tượng. Nó là liếm lông mày và cắn lông mi. Tại vì tại vì tại vì tôi chỉ nói ngắn gọn vậy nè. Khi đôi khi có những cái cuộc gặp gỡ hẹn hò, tôi đã tốn hết 15 phút để tôi kẻ chân mày, tôi không chấp nhận được cái đồng tâm. Cho người ta liếm. Trời hết. Ờ không chấp nhận được. Ừ. Nhưng mà đây là một người có fetish lông. Có thể là thích về lông. Có thể là một cái gu hiếm. Không thích về lông đâu. Em chỉ biết là người ta tác động lông của em thôi. Không, cũng không luôn. Em thích một người nhiều lông không? Em thích những cái bộ phận mà nó không có nằm trong cái phạm vi và nó vượt qua cái văn hóa của người Hà Nội. Vượt qua văn hóa người Hà Nội. Người Hà Nội không đồng ý với em. Gì ha? Chấp nhận không? Chấp nhận gu lạ mà. Ok, nãy vô. Hả? Lỗ tai. Nãy giấy tay rồi đó. Không giấy tay. Không giấy khác là lỗ tay. Giấy tay. Nó nhỏ nhỏ là chết luôn á. Lỗ là trong này. Ok. Nách. Wow. Chết là viêm cánh thì làm như thế nào? Thì viêm lưỡi luôn, thì viêm miệng luôn. Trời ơi nách. Thì viêm miệng thôi. À thì nghĩa là một cái biện pháp để mà nhận biết rằng người đó có yêu anh thật lòng hay không. Đúng. Đó là có chấp nhận cái mùi cơ thể. Nó giống như em ăn hành ăn tỏi thôi. Wow. Đúng. Không giống nha. Giống nha. Em cỏ. Ờ lỗ mũi. Nữa. Khó quá. Ủa lỗ mũi rất là nhột luôn mọi người. Rất là nhột luôn. Thề luôn. Nếu mà anh có mát chúng em trên Tinder thì làm ơn tự anh mát giùm anh luôn. Bi kìa. Không đi đâu được. Rồi bạn thích đối phương làm gì cho mình nhất khi quan hệ? Mơn trớn. Mơn trớn cụ thể là ở đâu? Mơn trớn là mơn trớn em ơi, còn mơn trớn freestyle mỗi người kiểu nhưng mà ví phải dụ có là mơn trớn. Full body hay là xuất full body hả? Ở đâu cũng được, miễn có mơn trớn là được. À bạn thích liếm. Người ta làm cho mình là anh thích liếm. Thích được liếm. Ồ oh, ok. Thích được hôn. Thích ngồi dễ chân mày. Ê mấy nó có lộn đi qua salon không ta? Tức là coi như gặp nhau vô phòng
cái vẽ chân mày với nhau xong còn cắn tay vô nhau. Làm nail được. Em thích tâm sự. Dễ thương đó. Thấy ra cái tiệm salon chưa? Tâm sự rồi đó. Talk. Sexy talk. Yeah. Không, không có sexy talk, bình thường talk thôi, normal. Yeah. Rồi, ok, câu tiếp theo. Đây là một tình huống, scenario. Scenario là cái gì? Là tình huống này, bạn ở trong tình huống này bạn sẽ làm gì? Nói nhầm tên người yêu khi sẽ... Mặc quần đi về. Quan điểm tôi rất rõ ràng, tôi đã từng chia sẻ với Dustin điều này và bây giờ tôi vẫn nhắc lại điều này một lần nữa. Nếu như tôi đã từng nói điều này, tôi sẽ đọc lại lần nữa nha. Tôi là Jackie, tôi không phải là Danny, tôi không phải là Billy, tôi cũng không phải là Christina. Nên nếu mà vô mà gọi đúng, nên nó gọi lộn tên tôi, tức là một sự nhầm lẫn đại hại, không thể chấp nhận được. Ok, tức là gọi là đặt trường hợp nếu thôi đúng không? If, yeah. Thì em sẽ nói là mình đang chơi nhập vai rồi. Hôm qua mới coi một bộ phim truyền hình thấy một tình huống tương tự. Thì đó nó là giống như là mình nói là I gave you the new nickname. The new nickname rồi đó, tên phòng only, the two of us. Tên know. Phòng the. Chỉ có tụi mình biết thôi nha em. Đúng, đúng rồi. Còn em? Trời ơi. Hát bài. Cái người đó em thích nhiều không? Nếu mà em thích rất là nhiều thì em đổi tên luôn. Có gì đâu. Nói nghe nè. Trời. Đổi luôn. Mình đang xẻ với người ta luôn đó. Có cái gì đâu. Là có thích dữ chưa? Cái tên nó chỉ là một cái tên thôi. Quan trọng là cái người đó. Ừ, anh cũng thích vậy. Thích là đổi tên quan luôn. Quan trọng là cái đó. Nhầm tên không có vấn đề gì cả. Đúng. Lòng tự trọng của tôi thật cao. Ủa là anh đang chửi em là đúng. Mất tên, thân kinh dấu. Tại vì tên của tôi là tên của tôi. Lỡ mà gọi nhầm tên người ghét nữa thì ôi tôi tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ đặt trong một cái trường hợp đi, cái người đấy anh cực kỳ thích. Anh tức nghĩa là một cái crush mà lâu lắm rồi. Nhưng đọc sai quá là đam mê. Là vượt qua mọi ranh giới. Tôi vẫn mặc quần đi về như thường. Khó tính. Tại vì khi người ta đã rất mê mình là người ta không bao giờ đọc sai tên mình được. Đúng rồi. Không, anh mê người ta. Cũng không bao giờ đọc sai tên người ta được. Không thì đứng dậy mặc quần vô đi về. Đúng. Rồi, thật. Đúng. Xấu hổ quá. Đúng. Đúng. Dustin nói là đó, I gave you the new nickname, only two of us know. Chỉ có hai chúng ta biết thôi. Đừng nói anh nghe nha. Ủa, thế là sống ý kiến em đúng không? Không. Em là kêu là em đổi tên luôn mà. Nhiều khi sau ngày hôm đó nó dẫn ra ngoài phường. Nó về phường làm giấy tờ luôn. Thật ra là mọi người tiếng Anh em hơi bị yếu ý. Thì em nghe kiểu two nickname mà tưởng là đổi tên. Đây là nickname mà anh đặt cho em chẳng hạn. Đây là một cái nickname mới. Cậu bé tế bào chẳng hạn. Thì em đang tên là gì? Em đang tên là... Công. Công. Công Ken. Bữa sau gọi là phụ. Ừ. Thì anh sẽ nói là anh đặt cho em một cái nickname là như vậy. Không, định ra là thật sự là ngoài cái tên câu Ken ra, em đang muốn là em phân vân giữa hai cái tên, đó là Jennifer Nguyễn và Tony Trọng. Tony Trọng và Jennifer Nguyễn. Có những người thích chơi với tên. Gặp mỗi người sẽ có một cái tên khác nhau. Em đặt ba cái tên luôn để có gì người ta kêu nhầm, kiểu gì cũng trúng. Ba mà cái quan trọng là có ba cái tên nhưng em chưa bao giờ đi chơi lần nào. The next question. The next question. Thế mình là mình rớt vào tình trạng đó, mình sẽ nhanh trí mình nói ra thêm 5 cái tên nữ khác nữa. Trời đất ơi. Chết rồi. Thí dụ là Quỳnh, Mai, Xuân, Lai, tất cả các tên đó đều không đẹp bằng tên em. Yes. Wow. Kính thưa tất cả các quý vị khán thính giả, đây là một bad boy nha mọi người. Bad boy. Đây là một đó là nếu thôi nha các bạn. Không. Chứ nếu mà hình ứng biến tôi. Chứ nếu mà người yêu của mình là mình phải nhớ tên người yêu nha. Đúng. Còn nếu nó chỉ là một cái sự bào chữa cho quá khứ đã từng xảy ra nha mọi người. Nói tên luôn, nói một dàn tên luôn. Quá nhỏ. À, nhà em có việc gấp quá, mẹ mới gọi điện về ăn đám dỗ. Chết rồi, để quên chìa khóa nhà được. Như thế là có hơi kém duyên không? Không có kém duyên đâu, cái đó hợp lý. Nó cũng không muốn gặp lại lần nữa cho nên là chắc chắn là hơi kỳ. Không có kỳ đâu. Anh sẽ nghĩ là có nhiều cách để mơn trớn với nhau mà chưa cần phải gọi là penetration, là đưa vào quan hệ tình dục liền. Anh biết sao không? Đôi khi nó giống như là một bài test đi. Nếu như mà cổng vào mà không ok. Đúng. Ví dụ như anh bước vào trong đầm sen, anh thấy một cái cổng chào quá xấu. Đúng. Mà anh bước vô trong những trò chơi còn xúc ốc và còn rỉ sét nữa. Đúng. Thì anh sẽ không bao giờ muốn đi đầm sen. Nếu mà mình thích người đó thì sao? Nếu em thích người đó thì em sẽ càng cảm thấy có lỗi với bạn. Yeah, tại vì em đã không tìm hiểu kỹ trước khi mà em đi vô cái đó. Đúng không ạ? Tại vì em nghĩ với một người mình thích, mình nên có một cái sự trao đổi thông tin, tìm hiểu kỹ trước, nói ra cái điều mình mong muốn trước để coi người ta có cùng cái với mình hay không. Cùng, cùng tăng còn số nếu mà đã để câu chuyện nó xảy ra thì có thể đôi khi là sai sót của mình là mình hơi vội vàng quá thì mình phải ngưng ngay lập tức.
để chuyện nó không đi xa hơn. Căng quá hà. Ủa anh ơi, vì nhỏ thì phải có cái gì đâu mà không đi xa hơn. Tính nết, bây giờ tính nết của người ta quá ok này. Người ta đúng, quá tuyệt vời. Người ta rồi, có sự săn sóc và ấm áp. Nhưng mà nhỏ thôi thì có cái gì đâu. Mình tin là có nhiều biện pháp lắm. Tại vì thì mình đeo mũ là đang phỏng vấn em à. Ừ. Tại vì câu trả lời của anh quá gây tranh cãi. Chúng tôi quá phẫn nộ. Không, thật ra là vậy nè. Giống như tại sao mà đi ra chợ có người sẽ thích ăn cà chua to, có người thích ăn cà chua bi, đúng không ạ? Có nhiều người ta chỉ cần nhu cầu vừa phải thôi. Có những người người ta muốn là phải bự 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 bự. Thì bây giờ gặp cái mình không thích thì là mình không thích thôi. Tại vì thật ra sẽ nó vẫn chỉ sẽ mãi là sẽ, đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ nó không... cần điều kiện đủ, đúng không? Trừ khi nào cái người đó là người yêu của mình. Yeah. Thì dù cho sai nào thì cũng là của mình. Mà nó không đi qua được cái cổng đó thì làm sao để vô được tới làm người yêu. Đó lại là câu chuyện về cảm xúc. Còn nào bước vô cuộc chơi của sẻ thì mọi thứ cảm xúc nó tạm thời nó chỉ mang tính tương đối chứ nó không quyết định. Còn Dustin là, đối với Dustin là sẻ là nó sẽ bao gồm tất cả mọi hoạt động, activity, bao gồm trong đó có quan hệ tình dục, có thể là mơn trớn, hôn, hít, thủ dâm cùng nhau, miễn sao là mình và người đó có một cái khoảng thời gian tận hưởng đến mức hết nhất có thể. Em đã gặp sô cô la, đừng có nói mấy cái từ đấy. Ủa, mình đang nói chuyện về tình dục mà em. Má ăn hết con luôn đó trời. Đi đồi với cả công Ken thì chắc chắn rồi, một khi mình đã vào cái cửa quan thì làm sao mà ra được. Cửa quan. Nghĩa là bây giờ mình đã nhập cuộc rồi, một cái cách tôn trọng đối phương là thôi mình finish, mình làm cho xong. Có gì đến mà cảm thấy không ưng thì làm sao. Ừ, nếu mình không thích thì mình phải làm cho xong. Ừ. Thiệt. Nhưng mà nếu như mình tụt mút, mình làm hồi nó không ok thì người ta cũng tổn thương mà mình cũng tổn thương. Đúng rồi, đúng rồi. Thì thà là mình nên cho họ một cái hiện trường giả. Để họ cảm thấy là những chuyện đang diễn ra là chuyện hợp lý, hợp không tình. Em nói thật với anh, cái cách từ chối mà tuyệt vời nhất mà khiến cả hai người cùng thuyết phục ấy là cả hai người cùng tuột mút. Là người đó cũng không gặp mình nữa, mình cũng không gặp người ta nữa. Chứ bây giờ anh bỏ dở giữa chừng á. Nhưng mà vấn đề là người ta làm mình tụt mút trước. Nhưng mà anh có muốn chấm dứt không? Thì anh phải làm cho xong. Anh muốn bảo vệ mút của anh. Không, mình là một cái người thích chơi đùa lắm. Cho nên là mình có được nhiều đồ chơi để có thể là tiếp tục cuộc vui. Mình tin là như vậy. Kích cỡ hay kỹ năng? Kỹ năng. Kỹ năng. Kỹ năng. Tâm hồn. Kích cỡ hay kỹ năng? Tôi thấy giống như một khóa tu hè. Thôi, không hỏi câu ấy đâu. Thì tâm hồn hả? Ừ, cái tâm hồn cũng đúng, tâm hồn cũng đúng. Tại sao? Tâm hồn chắc câu kỹ năng. Đúng bên kia nó cũng hôn là mình cho đúng đi. Tâm hồn là kỹ năng á. Tại kỹ năng xuất phát từ tâm hồn. Không, tâm hồn nếu mà đúng nghĩa là nó là kích thước. No, tâm hồn là kỹ năng. Tại vì tâm hồn là cái bên trong, là cái suy nghĩ, là cái xử lý. Còn cái anh ơi, tức là anh, cái bản năng. Anh, em bảo này, tâm hồn của em trong sáng lắm, anh đừng có bẻ méo câu trả lời của em. Thì anh gặp có nhiều cái sáng, có nhiều cái tối mà. Có nhiều cái sáng màu, có nhiều cái tối màu lắm em. Mình trả lời phần của mình thôi, đừng bẻ méo phần người khác nào. Okay. Nè, kích thước á, gặp một cái gì mà nó bự quá, bạn chịu không có nổi đi. Chịu không có nổi. Có kích thước cỡ nào bạn cũng chết. Đúng. Mà cái kỹ năng nó quan trọng là xử lý, biết cách xử lý tình huống. Đúng rồi. Thì cái đó gọi là tâm hồn không? Đừng có ham kích thước. Đúng. Không ai ham hết. Đúng. Không biết gì. Không biết gì thôi. Vô định giữa khoảng trời này. Thật ra vẫn là tại sao em phải nói thêm là tại sao chọn kỹ năng. Bởi vì em nghĩ là cái người mà có kỹ năng sẽ là người biết biến khuyết điểm thành ưu điểm. Đúng biết rồi. Tốt khoe xấu che, biết tận dụng những cái điều gọi là người ta biết được lợi bạn thế, tại vì khi thế. Mà người ta có kỹ năng là người ta phải hiểu bản thân người ta. Ừ. Và người ta hiểu được đối phương. Thì người ta mới biết là nên sử dụng kỹ năng như thế nào, bởi vì đó gọi là vận dụng. Còn kích thước nó chỉ là bản năng trời sinh, mình có sao thì mình xài vậy, thì thường vậy nó hay bị trục trặc, nó hay bị mắc kẹt. Còn em nhá, ôi xưa, là cái này nghe là... như là một quỷ cô. Cái này là giọt. Em nghe mọi người nói thôi chứ đây không phải là ý kiến của em. Tại vì vừa nãy anh đạo diễn có kêu là cần những cái ý kiến khác. Thì em là em copy văn mẫu ở đây, hoàn toàn không phải suy nghĩ của em ạ. Kỹ cơ thì không thể thay đổi được, nhưng mà kỹ năng thì có. Nên là chắc là đấy cái câu trả lời. Đây là em sẽ chọn. Không, nhưng mà cái này không phải là đối với em. Là mình có thể học được kỹ năng qua đâu. Bây giờ coi như em đang đóng vai người khác đi rồi. Đúng rồi, thì chọn nào. Đóng vai người khác. Chắc nào. Là kiểu cái sai. Trời, kỹ cơ.
Nhưng mà em có từng tưởng tượng là nếu như mà một người kích cỡ ok, nhưng mà người ta giống như là đang đi đánh giặc, đang đi đua bò, đang đi đua xe ngựa với em vậy đó. Không, em chưa từng tưởng tượng và em cũng không có nhu cầu tưởng tượng. Tưởng tượng đi nè, đây nè, tưởng tượng đi. Trời ơi, chết nha, chết nha. Chết nha. Ôi, anh, cái này là đi nửa đường thôi là trận tranh. Không cần đi hết đường đâu. Ăn sô-cô-la cho bình tĩnh. Trời ơi, khúc đó phải ăn sô-cô-la vô cho nó hạ huyết áp. Thôi, em nói rồi, em nói rồi, em nói rồi. Kỹ năng, kỹ năng. Bạn ghét nhất gì khi sẽ nói nhiều. Đừng nói nhiều quá, làm nhiều đi, nói ít làm nhiều. Đúng không? Bớt thoại lại. Đây là những thước phim nghệ thuật. Thì rõ ràng chúng ta coi những bộ phim nghệ thuật, người ta đâu có thoại nhiều đâu. Nó chỉ là những cái tiếng thở thôi. Thì mình tại sao mình nói thoại nhiều? Mà thoại nhiều rồi nó thành da, nó dai, nó dài, nó giỡn. Mà nói nó bị phân tâm. Không nhận cái đó đúng thiệt á. Nói ít làm nhiều đi. Thì là thích những người đàn ông mà phải hùng hục, phải hành động. Nói chung là hụt hay không hụt gì cũng đừng nói. Ví dụ như hụt thì làm sao cho nó hụt đi, chứ đừng có mà ờ tôi làm bạn hụt nha. Ờ tôi hùng hụt với bạn đây. Đừng nói, làm đi. Cho tôi thấy. Con anh Dustin. Bị chút đi. Okay. Cứ đẩy 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 người ta bơi rồi đi con đẩy. Phải sạch sẽ. Ghét nhất là không sạch sẽ. Dustin. Mình thì mình nói như nãy mình có nói là nhiều lông á thì làm mình cảm thấy bị giống như lạc trong khu rừng vậy đó. Ghét nhiều lông. Thám hiểm rừng xanh. Ừ, phải tỉa tót bớt. À. Bớt. Còn em? Ờ, cái này là em lại đọc vào một người khác nhá. Khôn như em thì ai cũng làm được. Quên đầy, sớm anh đầy luôn, giờ ra mở cửa em nói đầy. Em ghét nhất chăn ga của nệm bẩn. Này là bên... Thì làm gì đất? Đây mà ghét, ghét gì về người ta mà, sao đổ thừa chăn ra. Có bữa nào đó là do em quẹo vô cái khách sạn không chất lượng. Em chọn location ghét, không ghét tốt. Ghét người ta, thế thì chắc là... Người ta không rớt tới móng tay của em. Thế thì chắc là chưa đánh răng. Là em đó. Là em đó. Em mới vừa lấy nước rửa chén xem chén lên mặt em luôn rồi đó. Người ta phải đánh nhưng mà em có thể không đánh. Hết bà chưa? Có gia trưởng. Nhức răng chưa? Người ta phải đánh nhưng nó không đánh. Tại vì như thế thì người ta sẽ cảm nhận được cái mùi của em rõ hơn. Còn mùi của người ta thì nhiều lúc thì em không thích cảm nhận nhiều ngoài cái mùi của em ra. Nhưng mà sao nếu mà người ta cũng suy nghĩ giống em là người ta không thích cảm nhận cái mùi hương của em? Chia tay. Mùi hương em nồng say. Rất rõ ràng. Không nha, đây nhiều khi cũng là một ý kiến. Theo kiểu mà quyết, kiểu trong hơi trịch thượng cho một mối quan hệ. Nhưng mà bạn ấy nói là bạn ấy nói theo một cái góc nhìn của người khác mà. Thì cái người mà không thích người ta đánh răng là người khác. Mỗi người không đánh răng là bạn đó. Ê, hay ha, nó đang đứng ở góc nhìn thứ ba để nó nói về góc nhìn thứ hai. Ê, hay quá, hại não dữ gì cưng. Em theo cái lối sống Tây. Ok. Tây là Ninh nữa hả? Tây, nghĩa là người ta sẽ ăn sáng xong người ta mới đánh răng. Khu vực Tây miền Nhiều lúc thì Tây. Em ăn sáng xong em quên. Ôi, khu vực miền Tây là khu vực mắm nhiều nha các bạn nha. Là bún nước lèo nè, bún mắm nè, mắm. Mình tạo miếng cho chương trình thôi. Không, anh ấy cái miếng mà không đánh răng của em là em nhấn kỹ. Nhấn kỹ đó. Bạn nghĩ sao về việc rất nhiều người đổ lỗi cho nạn nhân bị xâm hại tình dục? Em nghĩ là đầu tiên thì thường những cái người nào mà người ta đã có ý định xâm hại người khác rồi thì người ta sẽ luôn muốn gọi là đạt được mục đích của bản thân mình, mà khi để đạt được cái đó rồi thì người ta sẽ không quan tâm lắm tới cái chuyện là cái người kia sẽ có phải là cái chuyện hiển nhiên nếu mà người ta tạo cái lý do cho cái người đó xâm hại mình hay không. Em nói dịu nghị quá. Tạo điều kiện để mình xâm hại đúng không, là nằm trong cái điều kiện của mình đúng không ta? Đúng rồi. Chỉ cần bên kia, ví dụ như anh nói, ví dụ như em, anh hiểu không biết là đúng nha, thí dụ mình muốn trộm đi thì cái nhà mình chỉ cần hé cái cửa ra thôi, là tạo mình điều sẽ kiện. Đổ thừa là do người ta hé cửa là chứ không phải cửa, là mình do mình bản thân mình tham đó. Tức là bản thân khi mình đã luôn có một cái ý đồ xấu rồi thì mình sẽ luôn luôn đổ lỗi cho nạn nhân. Để mình làm cho bản thân mình cảm thấy mình đỡ sai lầm hơn. Em nghĩ là như vậy. Mình thì không thấy cái chuyện mà xâm hại tình dục là nó luôn luôn là lỗi của người xâm hại chứ. Tại vì nếu như mình thích ăn mặc hở hang sexy, đúng rồi. Mình nghĩ cái điều đó mình không có lỗi. Và cái người mà tấn công tình dục người khác mới là cái người cần phải
có biện pháp để ngăn chặn và lỗi là nằm ở họ. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể thỏa mãn tình dục mà đâu phải nhất thiết là phải đi xâm hại một người khác đâu. Đúng rồi, chính xác. Đối với em đó, như chia sẻ nha, Đức Tin giống như mọi người chia sẻ là cái việc xâm hại là mình đã chủ động làm ảnh hưởng một người khác rồi, là mình đã sai rồi. Đúng rồi. Là người ta đang trong thế bị động rồi. Chừng nào người ta trong chủ động luôn thì mình không nói. Cái đó là win-win, còn này là mình chủ động mình làm hại một người khác thì cái việc đó là chắc chắn sai. Thì đấy, cái ý kiến của ba anh thì đã là rất là tinh hoa rồi. Em ngược lại đi mới hay. Ngược lại là em có đá để xây nhà. À, đương nhiên rồi, cái lỗi thì phải là của người đi xâm hại chứ. Nhưng mà cái người bị xâm hại cũng nên trang bị cho mình những cái phòng vệ, những cái mà võ. Là bất kể ai. Yeah, bất kể ai. Và em nghĩ rằng là cái việc mà bạn ăn mặc sexy hay là khoe những cái ưu điểm của mình thì chưa bao giờ nó là cái lỗi cả. Yeah. Yes. Đi học võ okay. Thôi. Học võ thôi. Đi học võ thôi. Yeah, phải đi học võ nha mọi người. Đọc địa chỉ luôn. Đọc địa chỉ luôn. Miếu nào? Võ đường nào? Đọc địa chỉ luôn. Công Ken Thành Giám Điện.